Không ít chị em băn khoăn về việc u xơ tử cung khi mang thai nên ăn gì. Trong khi đó, chế độ dinh dưỡng cho mẹ bầu bị u xơ tử cung khi có thai rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi lẫn khối u. Vậy đâu là những loại thực phẩm mà các mẹ bầu đang bị u xơ tử cung nên bổ sung? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! 1. Các loại thịt màu trắng. Các loại thịt màu trắng rất tốt cho bà bầu mắc u xơ tử cung bởi theo các chuyên gia sức khỏe, các loại thịt màu trắng như thịt gà, thịt vịt có thể thay cho các loại thịt đỏ như là thịt bò, thịt trâu trong thực đơn hàng ngày. Lý do là vì thịt đỏ có thể làm tăng hàm lượng estrogen, kích thích tăng kích thước khối u, kéo theo đau bụng, chảy máu tử cung và làm u xơ tử cung nghiêm trọng hơn. 2. Các loại họ đậu đặc biệt là đậu lăng. Các loại họ đậu đặc biệt là đậu lăng là những thực phẩm không thể thiếu với những bà bầu mắc u xơ tử cung bởi chúng có tác dụng tiêu diệt u xơ, kiểm soát cân nặng rất tốt. Ngoài ra, các loại hạt đậu hàm lượng đường thấp nên không sợ tiểu đường thai kỳ, tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy mà các bà bầu mắc u xơ tử cung đừng quên bổ sung thường xuyên các loại hạt đậu trong thực đơn của mình nhé. 3. Ngũ cốc dạng thô. Những loại ngũ cốc chưa qua tinh chế còn thô, nguyên hạt rất giàu chất xơ, chống oxy hóa và chất đạm có tác dụng chống u xơ rất tốt. Một số loại hạt ngũ cốc tốt cho bà bầu mắc u xơ tử cung như gạo lứt, đậu, vừng, diêm mạch, yến mạch, lúa mạch. 4. Hạt lanh đậu nành. Hạt lanh và đậu nành có chứa phytoestrogen. Đây là một hợp chất tự nhiên có tác dụng tương tự như estrogen nhưng gây ức chế thụ thể estrogen trên tế bào u xơ, từ đó làm giảm triệu chứng và những nguy cơ phát triển u xơ tử cung. Ngoài ra, hạt lanh nổi tiếng chứa nhiều omega 3 giúp cơ thể tránh khỏi viêm nhiễm, loại bỏ estrogen dư thừa. Chính vì vậy, bà bầu có thể sử dụng hạt lanh để cải thiện u xơ tử cung một cách hữu hiệu nhất. Có nhiều cách sử dụng hạt lanh tiện lợi và dễ dàng như dùng cùng sữa chua, ngũ cốc, nghiền cùng hoa quả. 5. Sữa ít béo. Sữa ít béo bổ sung thêm vào thực đơn của bà bầu mắc u xơ tử cung giúp tăng cường canxi. Canxi sẽ ức chế các tế bào phát triển thành u xơ như sữa chua, phô mai ít béo và những thực phẩm giàu canxi tốt cho hệ tiêu hóa. 6. Cá. Một số loại cá như cá hồi, cá thu, cá ngừ, giàu axit béo omega 3 giúp tối ưu hóa hormone trong cơ thể, có tác dụng làm dịu các tổn thương xương tấy của mô, giảm các kích thích lên khối u xơ, nhất là phản ứng viêm. 7. Trà xanh. Trong trà xanh có chứa một số chất chống oxy hóa như là antioxidant, trong đó có epigallocatein galate, EGCG là chất chống oxy hóa hữu hiệu nhất hiện nay, có thể giúp làm chậm sự phát triển của u xơ bằng cách giảm viêm và nồng độ estrogen cao. Trà xanh cũng có thể cải thiện các triệu chứng chảy máu nặng do u xơ do thiếu chất sắt. Vừa rồi là 7 loại thực phẩm bà bầu u xơ tử cung nên bổ sung. Ngoài ra, các mẹ cũng nên lưu ý hạn chế ăn các loại thịt đỏ, các loại trái cây như táo, lê, mận, cà chua, tránh ăn quá nhiều muối và đồ ăn nhanh nhé. Chúc các mẹ luôn mạnh khỏe và mẹ tròn con vuông.